Mỗi khi đi du lịch nước ngoài, có lẽ một trong những thứ mà quý vị thường tìm mua làm quà cho bạn bè, người thân, đó là đồng tiền lưu niệm. Đồng tiền lưu niệm có thể coi là biểu tượng đặc trưng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã chính thức công bố đồng tiền lưu niệm của Việt Nam. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, tiền lưu niệm là đồng tiền tượng trưng không có giá trị làm phương tiện thanh toán, được phát hành cho mục đích sưu tập, lưu niệm. Tờ tiền lưu niệm phát hành lần này có mệnh giá tượng trưng 100 đồng, kích thước là 82mm x 163mm, làm từ giấy cốt tông chất lượng cao, màu đỏ chủ đạo. Đồng tiền này có kỹ thuật bảo an bóng chìm hình hoa sen và số 65, thể hiện 65 năm ngành ngân hàng Việt Nam. Đồng tiền lưu niệm được thiết kế theo phong cách hiện đại, có tính biểu tượng, biểu trưng cao, truyền tải những giá trị đặc sắc, thể hiện sự đổi mới, phát triển của ngành ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ mới. Đây cũng là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tiền lưu niệm. Lần thứ nhất phát hành cách đây 15 năm, mệnh giá tượng trưng là 50 đồng. Tuy số lượng sinh viên được tuyển chọn và làm việc tại Nhật Bản không nhiều, nhưng có thể khẳng định việc đào tạo sinh viên cho mô hình liên kết này đánh dấu một bước tiến xa trong sự liên kết đào tạo nguồn nhân lực trẻ, phục vụ trong nước và quốc tế.